Thưa quý vị, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên du khách có xu hướng là hạn chế đi du lịch. Trong nỗ lực cùng chung sức thúc đẩy tăng trưởng lượng khách đến với thành phố, Bảo tàng Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động để kết nối với công chúng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh bảo tàng cũng như hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đến du khách gần xa. Một buổi thực hiện quay video giới thiệu không gian trưng bày chuyên đề Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ của Bảo tàng Đà Nẵng. Các chị sản viên phòng giáo dục truyền thông của Bảo tàng luôn tỉ mỉ trong từng phần việc để có thể truyền tải đến công chúng những hình ảnh cuốn hút người xem. Về không gian tái tạo khu căn cứ cách mạng K-20, xe đạp thồ để vận chuyển đạn dược, vũ khí phục vụ kháng chiến, súng DKB của tiểu đoàn 575 hay như súng DK-57 của tiểu đoàn 74, bộ đội địa phương Quảng Nam Đà Nẵng. Theo đại diện Bảo tàng Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã thực hiện khoảng gần 10 video giới thiệu hiện vật, không gian trưng bày tại bảo tàng và đăng tải lên các trang mạng xã hội mà bảo tàng có tài khoản. Công tác truyền thông quảng bá bảo tàng thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện. Đối với các trang mạng xã hội thì chúng tôi cũng đã có cái việc xây dựng những kế hoạch cụ thể và từ đó có cái sự phân công cho các cái chuyên viên trong phòng để nghiên cứu, tìm hiểu về các cái sưu tập hiện vật cũng như các cái hệ thống trưng bày của bảo tàng để có thể mang đến cho công chúng những cái thông tin hấp dẫn, lý thú, nó khơi gợi cái sự tò mò để sau này có thể là du khách muốn điều kiện tốt hơn, du khách muốn tìm hiểu khám phá thì có thể đến đây tìm hiểu một cách kỹ càng và rõ hơn. Hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang có một trang thông tin điện tử và sở hữu tài khoản trên 6 trang mạng xã hội. Thông qua các kênh này, hình ảnh hoạt động của bảo tàng thường xuyên được cập nhật và công chúng cũng dễ dàng tiếp cận tìm hiểu về các hiện vật, không gian trưng bày tại bảo tàng qua việc tương tác. Đây cũng là hướng đi mà Bảo tàng Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa hình ảnh bảo tàng đến với du khách gần xa. Chúng ta không nghĩ là bảo tàng chỉ là trong một ngôi nhà để chúng ta chỉ trưng bày những tài liệu hiện vật và đã đến lúc chúng ta phải ứng dụng công nghệ, thông tin, đưa bảo tàng, ranh giới bảo tàng đến với cộng đồng, đến với công chúng thông qua nhiều hình thức, vừa là hình thức trưng bày cố định tại chỗ, trong một ngôi nhà, trong một cái chuyên đề trưng bày, đồng thời cũng đưa hình ảnh trưng bày chuyên đề của bảo tàng đến với công chúng thông qua phương tiện truyền thông thông tin, phương tiện công nghệ thông tin, đưa bảo tàng trở thành một không gian không biên giới. Song song với công tác truyền thông điểm đến, Bảo tàng Đà Nẵng cũng luôn chú trọng đến công tác giáo dục văn hóa lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bởi đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử của dân tộc qua các cuộc kháng chiến, cũng như khắc họa những câu chuyện về lịch sử con người thành phố. Chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện, đổi mới để đưa ra những cái chương trình giáo dục nó mang tính hấp dẫn, lý thú, thực tế cũng như là khơi gợi cái niềm yêu thích cho các em. Và các cái cán bộ thuộc phòng giáo dục truyền thông bảo tàng thì chúng tôi vẫn hàng ngày chuẩn bị những cái tài liệu giáo trình cũng như là những cái phương tiện thiết bị để khi mà học sinh có thể là tham gia các hoạt động ngoại khóa trở lại thì chúng tôi có thể đáp ứng được cái nhu cầu tham quan tìm hiểu học tập của các em. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Bảo tàng Đà Nẵng kỳ vọng hình ảnh bảo tàng sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi đến với người dân và du khách, qua đó thu hút khách đến tham quan, góp phần tăng trưởng lượng khách đến với thành phố trong thời gian tới.